Em xin chào cuối tuần đến tất cả cô chú anh chị và các bạn. Chúc cô chú anh chị và các bạn có một ngày cuối tuần thật là an lành và hạnh phúc. Sài Gòn hôm nay chiều ngày 19 tháng 2 năm 2021 và chúng ta đang có mặt ở đây là con đường Trần Hưng Đạo ngay giao lộ Nguyễn Cư Trinh với lại Trần Hưng Đạo. Bên đây là Nguyễn Khắc Nhu và trước mặt anh chị đó là khu vực rạp Trần Hữu Trang. Và ngày nay là ngày xưa là rạp Hưng Đạo và ngày nay là rạp Trần Hữu Trang, khu vực xung quanh khách sạn khu mình, khách sạn 5 sao nổi tiếng rất là lớn, rất là đẹp ở ở Sài Gòn. Mà trước ở đây thì không phải là khách sạn khu mình mà là khách sạn nhà hàng Metropole, và ở đây có một cây xăng và ngày nay đã thay đổi rất nhiều. Mà chiều hôm nay em đi làm về cũng hơi sớm rồi, sẵn tiện đi dạo một vòng như đi tản bộ buổi chiều để anh chị nhìn ngắm lại khung cảnh trời chiều ở Sài Gòn. Và tiện đường chúng ta sẽ đi dạo một vòng ở khu xóm Cầu Kho. Mình sẽ đi vô hẻm TK31 để anh chị nhìn lại căn nhà số 3 ngày hôm nay như thế nào ha. Và trong rất nhiều video clip mà em nhận rất là nhiều cái comment của cô chú anh chị, nhưng mà em sẽ tranh thủ thực hiện để gửi anh chị lúc mà thuận tiện ha. Tại vì có rất nhiều comment, nói chung nếu mà ở nhà mà đi hoài thì cũng đi không giáp luôn á, cũng gì mỗi ngày em đi làm rồi sẵn tiện chia sẻ cùng anh chị. Có những comment rất là lâu thì mong cô chú anh chị và các bạn thông cảm nha. Tiện đường em sẽ tiếp tục, nếu mà lâu quá thì cho em xin cái comment nhắc nhở để em sẽ tranh thủ hơn. Phía bên kia rất là nhiều căn nhà mặt tiền ngày nay đóng cửa, một phần là nghỉ Tết, một phần là vì dịch bệnh người ta trả mặt bằng họ rất là nhiều luôn. Hôm nay là mùng, nếu tính là mùng 8, là mùng 8 Tết. Còn người ta hay nói là còn mùng là còn Tết. Hôm nay là mùng 8. Ngày nay là hầu hết thì các công ty cũng đi làm lại rồi. Còn có một số công ty thì đợi ngày mùng 9 hoặc là mùng 10 người ta bắt đầu làm việc hết. Tại vì ngày mùng 10 là ngày cúng thần tài thổ địa, người Hoa hay nói hay cúng mùng 9 với trời, mùng 10 với đất. Ngày mai ở Chợ Lớn chắc sẽ rất là đông. Chúng ta đang đi trên vỉa hè của đường Trần Hưng Đạo, đi thẳng về hướng Cầu Kho. Nếu mà đi thẳng nữa thì mình sẽ đi đến Chợ Lớn luôn. Đây là giao lộ Hồ Hảo Hớn cũng như là Quỳnh Quang Tiên ngày xưa. Trời chiều nhìn thấy cảnh hơi đượm buồn ha. Đây là giao lộ Hồ Hảo Hớn, bên kia là Cổng Quỳnh. Đi qua bên kia thì có hẻm Nguyễn Minh, rồi đến giao lộ Nguyễn Cư Trinh và lại Cổng Quỳnh. Nơi đó có quán Hai Con Bò, nhà hàng Bistec. Mấy bữa thì em có review bên đó để anh chị xem chơi cho vui. Rồi chúng ta tiếp tục qua bên đây nhé, đi thẳng luôn. Đây là con đường Hồ Hảo Hớn, cũng như là Quỳnh Quang Tiên đi ra bến bến Trương Dương. Từ bến đó thì ngày nay, ngày xưa có một cái hãng nước ngọt Trương Dương, và ngày nay cũng là cũng còn đó ha, nhưng mà nhà máy nó cũ lắm rồi. Bây giờ là cũng gần 6 giờ. Sài Gòn mấy tháng này thì trời lâu tối,
Lâu tối nhưng mà mau sáng, ngủ trễ nhưng mà thức sớm. Cái lối vỉa hè này đi bộ rất là thoải mái, cũng như chạy xe đạp rất là thoải mái. Đồng cũng thích đi cái con đường này. Ở đây có công ty pin Pinaco rất là lâu rồi nè. Hôm qua thì em có vô khu xóm cư xá đường sắt, thì ở đó cũng có nhiều cái comment của anh chị muốn nhìn lại những địa chỉ trong nhà đó, trong cái khu phố đó, trong cái khu cư xá đó. Nhưng mà đi vô đó thì phải có lý do, chứ đứng ngay trước cửa nhà quay quay thì cũng hơi kỳ. Tại vì người ta khu xóm đó rất là đông, người ta hay hỏi quay để làm gì. Mình nói phải có lý do thuyết phục một chút, tại vì nhiều khi nói quay cho người này người kia coi mà họ hỏi tên gì em cũng không biết tên gì, thì cái mất công người ta nói em lại rảnh. Có người thì hiểu, có người thì không hiểu, có người thì nói chung nhiều ý kiến lắm, mình cũng khó nói. Thôi kệ, thì cái comment nào nó thuận tiện, dễ thực hiện thì em chia sẻ anh chị ha. Còn nào thắc mắc gì đó thì em lại hỏi anh chị. Đó, đây là giao lộ Trần Hưng Đạo với lại Trần Đình Xu. Bên kia là trường Cầu Kho, ngôi trường rất là xưa cổ ở Sài Gòn. Và ngày nay là trường Trần Hưng Đạo. Thẳng hướng này mình sẽ ra Nguyễn Trãi nè. Đây có cái nhà rất là xưa. Cái nhà này giờ còn giữ nguyên kiến trúc ngày xưa nè. Nếu anh chị ở khu vực Cầu Kho thì chắc có lẽ sẽ nhớ những vị trí thế này. Và con đường này chiều chiều người ta cũng hay đi bộ tập thể dục. Hôm nay chúng ta cùng đi tập thể dục ha. Đi thẳng hướng này mình sẽ đi ra nhà thờ Cầu Kho, cũng như đi ra bến Trương Dương. Ở khu Cầu Kho thì em cũng có nhận rất là nhiều cái comment của anh chị, nhưng mà hôm nay mình lại tiếp tục quay lại cái khu xóm TK31. Tại vì ở khu này thì em cũng quay nói chung là rất là nhiều luôn rồi đó, mà không biết có giáp hay chưa, mà đi không biết là quen mặt hết luôn khu này luôn. Tại đây là hẻm Công Lộ, hẻm 345 Trần Hưng Đạo. Đầu đường là đầu hẻm là cái bót Công Lộ. Đằng kia thì có hẻm Cứu Quả, hẻm 258. Hẻm Công Lộ nè. Đi thẳng vô thì có nhà in, và ngày nay là tòa soạn báo Thanh Niên. Đây là nhà 349-351. Cũng là khu vực nhà xưa của rất nhiều cô chú anh chị ở khu vực này. Thì sẵn tiện mình đi dạo một vòng để anh chị nhìn lại luôn ha. Biết đâu trong những hình ảnh này thì lại có những cái hình ảnh của trước của cô chú anh chị khác thì sao. Bên kia là bộ công an. Ủa
cơ quan phòng cháy chữa cháy, cảnh sát cứu hỏa ngày nay xây lên cái building rất là lớn. Ngày nay thì cơ quan nào cũng xây lên cao thì cao. Về thông tin dịch bệnh thì nói chung bữa giờ cũng ổn. Đây là hẻm 363, 365. Thông tin dịch bệnh thì mấy nay cũng không có ca nào lây nhiễm ngoài cộng đồng ở Sài Gòn, nên thật ra em cũng tự tin đi vòng vòng để chia sẻ cùng anh chị. Nhưng mà các hàng quán, vũ trường, rồi nhà hàng thì chưa được phép mở cửa ha. Sắp tới đây thì Việt Nam cũng sẽ chích vaccine, nhưng mà không biết vaccine này có ổn hay không. Nhưng mà miền Nam mình sẽ ưu tiên làm chục bạch trước. Không biết vaccine này như thế nào, không biết ở các đất nước anh chị và các bạn thì có chích hay chưa. Cũng cầu mong cho cái dịch bệnh này nó sớm đi qua để người dân trở lại cuộc sống bình thường ha. Theo đúng ra thì chích thì những khu vực mà chưa có không có nhiều dịch bệnh thì chích trước, thì như ở miền Nam chích là cũng hợp lý. Nhưng mà hy vọng là vaccine này nó ổn. Và đây là hẻm hẻm số 4, hẻm Cầu Kho, hẻm 391 Trần Hưng Đạo. Nên ở đây có nhà hàng Đen, nhà hàng hải sản ngày xưa. Nhưng mà ngày nay thì nhà hàng này đóng cửa lâu, rất là lâu rồi, không hiểu vì sao. Nơi này cũng rất là quen thuộc với anh Danh, khu xóm Cầu Kho. Ở đây ngày xưa có một cái xe bánh mì rất là nổi tiếng, nhưng mà bây giờ chắc có lẽ không còn, tại vì không có giống cái lời mô tả của cô chú anh chị. Đây hẻm số 3, cũng không vô cái khu chợ nhỏ luôn á. Đầu hẻm là quán cà phê, cà phê hẻm, cái nhà rất là lớn. Hôm nay sẵn tiện đi dạo rồi quay một clip ngắn để chia sẻ với bà con cô bác ở khu vực Cầu Kho, mình xem chơi cho vui ha, trong những ngày bão tuyết cũng như những ngày dịch bệnh ở nhà thì mình xem video clip đỡ buồn. Các anh chị ở các tỉnh khác thì khi mà nghe nói đến Cầu Kho thì mình cũng biết khu vực đó ngày nay như thế nào ha. Trước mặt anh chị đó là như là bộ công an hay sao á. Nói chung mấy cơ quan này em cũng không có rành, bởi vì cái bảng cũng như là cái tên người ta cũng không để rõ ràng cho mình biết cái chỗ nào cũng gì an ninh tổ quốc không à. Không có để chữ gì, không có trong nghề là cũng không biết cơ quan gì luôn. Chỗ nào cũng để chữ lớn thiệt lớn, vì an ninh tổ quốc, có rất là nhiều cổng. Rồi chúng ta bắt đầu đi vô con đường Nguyễn Cảnh Chân, một con đường rất là tấp nập với những hàng quán ăn uống về đêm cũng như những quán cà phê buổi sáng. Ở đầu đường là quán cà phê King Coffee.
hệ thống của Trung Nguyên. Nhưng mà mình thấy cũng không có đông lắm. Những quán cà phê thế này, ngày nay thì giới trẻ chọn những cà phê ở ngoài đường. TK 31 không biết bên nào đây. Ở bên đường là TK 26 nè. Sáu rồi bên phải là quán cà phê cây mít. Khu vực rất là quen thuộc với anh Henry. Không biết anh chị có nhìn ra khu khu này không? Và hẻm hẻm cây mít bữa hôm có đi vô. Và thấy có nồi bánh chưng đó. Đi thẳng đến hẻm này thì lên chơi chợ Nancy. Vậy là TK 31 nằm bên phải rồi. Bên kia là 26 rồi. Bên kia là 28 nè. TK 28. Bên phải là 15. Mình đi lại xíu nữa ha. Và con đường Nguyễn Cảnh Chân ngày Tết thì nói chung cũng rất là vắng, vì cũng có nhiều hàng quán chưa có bán lại. Đây là TK, khu vực TK 17 đó. Đó, 19. Ở đây ngày xưa có một cái khu bán trái cây dĩa rất là đông. Nhưng mà ngày nay thì món này cũng không còn thịnh nữa. Nên ngày nay bán cũng không có đông. Đây có quán Úc Hương rất là đông. TK 31 nè. 31 là bên đường. Đầu đầu hẻm là phở phở Hà. Đi vô khu chợ. Rồi tới 31 xuyệt 2 là hair salon Trung. 31 xuyệt 3 quán nước cô Xuân. Không biết cô chú anh chị có nickname Hoàng Nguyễn có nhận ra khu xóm cũng như ngôi nhà xưa của mình hay không? Có quen với cảnh vật này hay không? Kế bên là 31 xuyệt 5 bún cá Nha Trang. Một món cũng rất là nổi tiếng. Rồi, đối diện nhà chúng ta thì những hàng quán này thì chưa có mở cửa. TK 20 khu vực TK 20. Có chú bán sinh tố nước mía. Thôi mình mua ly nước mía mời anh chị và các bạn ha. Năm ly nước mía. Dạ, ly nhỏ thôi. Nhiêu tiền? Nhầm cái tiền. Cảm ơn. Đứng chút xíu để anh chị nhìn lại khu xóm. Tết đường vắng quá. Chắc qua tuần mới đông. Ở đây
Út Hương. Dạ, cảm ơn. Quán Út Hương cũng chưa có mở cửa. Mời anh chị và các bạn nha, Út Hương nước mía này cũng rất là ngon ngọt. Này quán Út Hương. Rồi chúng ta đi một đoạn nữa rồi mình sẽ kết thúc video clip ngày hôm nay ở khu vực Cầu Ho, quận Cáng Chân. Nhân đây em cũng xin chúc đến tất cả cô chú anh chị một năm mới thật là an khang thịnh vượng, vạn sự như ý. Bên đây có một nhà hàng cũng rất là nổi tiếng, nhà hàng Hoàng Tâm, bán cái đặc sản miền Tây, bánh xèo hay là gỏi cuốn cũng rất là ngon. Do là lúc này mùa dịch nên là cũng hạn chế việc đi ăn đi lại, nên cũng lâu rồi không có đi nhiều quán ăn để chia sẻ cùng anh chị. Nhưng mà hy vọng sắp tới sẽ dịch bệnh sẽ ổn rồi chúng ta lại gặp nhau ở những quán ăn, những nhà hàng bình dân, những nơi ăn ngon, xem chơi cho đỡ buồn ha. Rồi bye bye anh chị và hẹn gặp lại. Nếu mà trong video clip thì có những gì nó sai sót thì mong chú anh chị thông cảm và cho em cái góp ý nha. Rồi bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong video clip tiếp theo ở Sài Gòn.